chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh báo Hồng Audio uh, clip này giới thiệu với quý vị các bạn ba uh, cặp loa cây uh, của hai thương hiệu là Tanoi và Benvek uh, đầu tiên bên tay trái của chúng ta là cặp uh, Tanoi D 500 trăm uh, có giá là 49 mươi chín triệu uh, ở chính giữa là cặp Benvek bảy uh, có giá là 36 triệu và bên tay phải là cặp uh, Tanoi D 500 Gold có giá hay gọi là cherry có giá là 52 mươi hai triệu à, cả ba cặp này thì đều là hàng tuyển chọn và còn rất đẹp nguyên bản uh, tất cả từ uh, vỏ thùng tới uh, nội thất bên trong đều uh, đảm bảo cho anh em là nguyên bản bao zin tất cả uh, cặp uh, loa và đây là ba trong những cái cặp loa cây mà shop em thường hay có hàng thường xuyên có hàng à, với những cái mức giá từ 3 hơn 30 triệu đến khoảng trên dưới 50 triệu thì đây là một trong những cặp loa có hình thức đẹp có chất âm đẹp và rất là dễ phối ghép à, em sẽ lướt qua một chút để chúng ta nhìn cái hình thức của ba cặp loa này nhé đầu tiên là cặp D500 Roussous. cặp này thì hai uh, bát 20 cm và một loa trung chép đồng trục ở phía bên uh, loa bát bên trên uh, bát uh, gần cao su và đặc biệt là giải trầm của ta nói D 500 rất hay nó có giải trầm tốt hơn với những uh, cặp loa có một uh, cụ loa đồng trục thôi ở đây là loa 704 của bên kép thì có 3 loa, 3 đường tiếng, một loa chép, một loa chung ờ, sử dụng màng kép la hay gọi là một loa mid bass và một loa trầm ở phía bên dưới. Thì cái loa chung này thì sử dụng màng kép la và gân cao su, loa trầm thì màng giấy và gân cao su. trầm ờ, của bên với kép thì cũng rất là ấn tượng, nó cũng mềm và rất là sâu. Ờ, bên này là cặp Tannoy D500 Gold thì cũng giống như là cái cặp Rosewood kia nó chỉ khác vỏ thôi, cũng 2 bát 20 cm một loa trung chép đồng trục ở phía bên trên. Đó, thì cái cặp này thì do là cái màu ấy, thì thường là cái màu vàng thì bọn em nhập vào nó cao hơn cho nên là giá bán nó cũng nhỉnh hơn một chút. Đấy, anh em ba cặp đều còn rất đẹp và nguyên ba nguyên zin tất cả anh em có nhu cầu hãy liên hệ với em bà hùng theo số điện thoại 0978 263 263. xin cảm ơn anh em